Đó, cho nên là có một số các anh chị ở gia đình chúng ta có những người để chia sẻ cho ông bà chúng ta, người thân chúng ta để mua sắm một cách tiện dụng nhất, đó là ngồi một chỗ mua hàng một nơi, giao hàng tận ngõ, là một trong những nền tảng công nghệ số, một công nghệ làm cho chúng ta rất là tiện ích, tiện lợi để phù hợp cho mọi người, các vùng miền, nơi nào cũng sản phẩm có thể đến tận tay gia đình chúng ta. Về chia sẻ một cái phần online nhỏ bé của ngày hôm nay của thời Jean Trang Nam xin chia sẻ. Các bạn có thể ngồi ở nhà mà nhìn những cái sản phẩm, cầm chiếc điện thoại lên, chỉ cần tìm hiểu những cái sản phẩm như mùa hè đi du lịch thì mua những cái đồ thời trang mùa hè, rồi túi xách, ba lô, giày dép vào mùa hè, dù nón, mũ nón, giày dép để đi ra ngoài mùa hè thì rất là thuận lợi. Ngồi một chỗ mưa gió có mấy, nắng mưa kệ, ngồi ở nhà chỉ cần gõ chữ tìm sản phẩm thời trang mùa hè là đã có một loạt, và ngày hôm sau chúng ta sẽ nhận được nếu như chúng ta chọn mua từ cái đơn vị, từ một cái, hai cái, ba cái, từ mẫu mã này mẫu mã kia, thì chúng ta đã được sở hữu một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm ngày hôm sau đã có mặt đó, mà chúng ta không cần phải đi quá xa xôi đến một cửa hàng nào đó 5-7 cây số, hoặc trời nắng mưa như trời nắng như vậy thì chúng ta đi ra nắng cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà trời đi ra nắng mùa này chúng ta hay đau vai, đau cổ, triệu chứng mỏi cổ, mỏi tay là do trời nắng mùa hè. Thứ nhất, đi ra ngoài không mặc áo khoác. Thứ hai, trời thay đổi thời tiết từ nắng qua mưa, từ mát xong lên nóng thì nó dễ làm cho ta mỏi gáy khi chúng ta đi làm, hoặc là chúng ta đi học, hoặc là sinh viên thường xuyên đi ra ngoài để đến lớp, đến trường, hoặc là những anh chị đi làm công sở mà đi ta tăng ca thì thường hay thời tiết nó bất ổn, không có mát ngoài, ra ngoài thì nắng lúc mưa, thì chúng ta thay vì mỏi gáy chúng ta không bóp một loại nào đó, dùng một loại dược thảo nào đó, thì chúng ta ngày hôm sau có thể là làm cho cổ chúng ta rất là cứng cơ và tay chân chúng ta không có hoạt động được và mỏi và cảm giác như nhức nhức nhức. Thì đây là một loại sản phẩm ngải cứu sẽ phục vụ cho tất cả các bạn, các anh chị khi vận hành ngoài trời mà nắng nóng, người ta trên vai mỏi gáy, thì chúng ta hãy sử dụng sản phẩm này bôi vào 1-2 giọt là làm cho chúng ta rất là đỡ đi rất nhiều, và ngày hôm sau có thể chúng ta không bị mỏi gáy nhiều hơn. Chúng ta chỉ cho 1-2 giọt vào cái lòng bàn tay, nhấp nhấp vậy 3 phát 3 giọt, rồi chúng ta bôi lên, để chúng ta bôi và bóp gáy của chúng ta. Mặc dù trời nắng nóng, nếu như ai là người thường hay ra ngoài hoạt động làm việc, làm ngoài trời nắng thì có cảm giác là thường hay mỏi gáy, mỏi tay. Nhất là những người mà lâu lâu ra nắng một lần thì nó thường hay mỏi vai và cảm thấy nhức nhức, thì chúng ta sẽ sử dụng. Rồi khi bàn tay chúng ta, cái cổ tay, rồi cùi chỏ, chúng ta mặc áo sắt nách, những người đi chơi ra ngoài mùa nắng mặc áo ba lỗ, rồi mặc áo ngắn tay, thì nắng sẽ chiếu vào da của chúng ta và cảm giác là cảm xương, cảm nắng, thì lúc đó là người chúng ta rất là mỏi mệt, thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này mang đi theo dã ngoại du lịch, hoặc là có thể là vấp chân, bơi lội, hoặc là leo đồi, lên núi để chúng ta dã ngoại những cái mùa hè của gia đình chúng ta. Và chúng ta cũng nên mang theo nó trong túi xách của chúng ta khi đi ra ngoại để cho chúng ta sử dụng. Khi ngã chúng ta phải bôi ngay để chống sai khớp, rồi vết bầm do va ngã va quẹt ở cái khu vực chúng ta, những cái địa hình mà chúng ta đi tham quan. Chúng ta cứ 2-3 giọt và chúng ta bôi lên lòng bàn tay như thế này. Nếu là như chúng ta mà cảm thấy nhức nhức mà mỏi chỗ nào cầm cầm gáy nè, chúng ta cứ bôi lên đó, mỏi mệt là nó sẽ tan đi. Ở trong cái sản phẩm này nó rất là chiết xuất
rất là toàn là những loại cây dược thảo, cho nên nó không ảnh hưởng cho chúng ta bị dị ứng nhiều ha, nhưng mà không được uống ha các bạn. Rồi. Thì sẽ mang lại cho chúng ta khi đi du lịch, chúng ta đạp xe ra ngoài đi địa hình, lên núi rồi tắm biển, thì chúng ta sử dụng mang theo khi có sự cố xảy ra là chúng ta có nó, chúng ta bôi để ngày hôm sau chúng ta được bình thường. Nếu không bôi thì chúng ta sẽ tay chân sẽ bầm tím, ngày hôm sau sẽ tím, lúc đó thì bôi thì sẽ bị muộn và nó sẽ bị bầm hoài đến cả tuần hai tuần nó mới tan đi cái độ bầm thì chúng ta ra ha, thì chúng ta nên sử dụng liền thì nó sẽ tan nhanh lúc đó và ngày hôm sau là nó đỡ hơn, nhất là các chị em phụ nữ chân yếu tay mềm thường hay đi đứng hay va đụng chạm vào thế này thế kia, chân yếu tay mềm mà làm cho sức khỏe về cái phần da cũng dễ bị bầm, ngại vì nhiều khi cái mặt của mình nó bầm bầm là cũng ngại, tay chân cũng bầm bầm không dám mặc đồ và cứ lúc nào mặc áo khoác, ví dụ thế chẳng may bơi và bơi ba bốn người nhiều cái chẳng may va đập vào tay chân cổ mặt mũi tự nhiên nó tinh tí, ngày hôm sau đi làm rất là xấu hổ ha. Thì chúng lúc đó là chúng ta phải có ngay, chúng ta sử dụng đi, cứ mang vào cái túi sách. Và cái sản phẩm này được mình đang để ở dưới cái giỏ hàng ở phía dưới, mình đang để ở dưới giỏ hàng ở phía dưới đó. Các bạn có thể tìm còn nhiều cái sản phẩm khác, thì đây là cái sản phẩm này rất là tốt cho các bạn để khi ra ngoài môi trường làm việc ngoài chơi, cũng giống như là để dành cho gia đình chúng ta khi có vấp ngã, nhất là những người trẻ em chạy nhảy vui chơi giải trí đi học thể dục thể thao đó, nhiều khi hơi tí là nó nhức, hơi tí là nó đau vai đau gáy, hơi tí thì bắt đầu nó nhức mỏi do thời tiết, và chúng ta sẽ sử dụng hết phù hợp cho rất nhiều người ha, phù hợp cho rất nhiều người, rất là nói chung là như mình cảm giác là rất là, với mình thì ok, với mình là ok. À, thì các bạn sử dụng đi thì các bạn sẽ thấy được cái điều nó tốt cho cái cuộc sống của chúng ta. Rồi về phần kinh doanh online ngồi một chỗ, giống như mình vừa chia sẻ, online ngồi một chỗ mà mua được cái sản phẩm, giống như mình vừa chia sẻ, các bạn chỉ vào cái giỏ hàng cho bạn nhấn vào là đã mua được một cái sản phẩm này rồi, đúng không? Cái sản phẩm này sẽ ship cho tận nhà ngày hôm sau hoặc 2 ngày hôm sau là chúng ta sẽ nhận được, và để chúng ta đi một chuyến du lịch dã ngoại cho nó mạnh khỏe, an toàn, thức sạch đó. Thì nó phù hợp, thay vì là chúng ta phải đi ra cửa hàng phải hỏi này sản phẩm này tôi mua để cho một chuyến du lịch để dự phòng loại này loại kia, hết thuốc này đến thuốc kia đó, salon bath cái này nó thay cho salon bath được cũng được à. Thì chúng ta sẽ sử dụng bôi là nó ấm và nóng dần, nó làm tan đi những cái mỏi cái cảm nắng da thịt của chúng ta, và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có cảm giác là nó cắn nó the nó mát mát cái da của chúng ta, cảm giác rất là dễ chịu nha. Các bạn cứ vào giỏ hàng hãy tìm hiểu và hãy chọn cho mình cái sản phẩm này nha. Hôm nay là mình dành thời gian để mình chia sẻ cho tất cả các bạn vào mùa hè thuận lợi để mà đi du lịch, rồi thuận lợi để mà chia sẻ cái thông tin này cho các bạn biết để mà có cái cơ hội để sử dụng cho gia đình cũng như người thân của chúng ta đó. Cái điều đặc biệt thì nó tốt cho mọi người để bảo vệ sức khỏe. Rồi thứ hai, chúng ta ngồi một chỗ mà mua sắm, nhất là các cụ già, chúng ta không có thời gian, không có để chờ thời gian nào sắp xếp phù hợp để chở những người lớn tuổi đi đến một cửa hàng nào đó, thì hãy mua một chiếc điện thoại cho những người lớn tuổi của chúng ta, nhất là ông bà ngoại, ông bà nội, thì chúng ta hướng dẫn nào cái TikTok đó về, hãy tìm hiểu TikTok rồi mua sắm ở trên đây, nếu mắc mắt mà mua thêm cái mắt kính nữa đeo để chúng ta xem, gõ vào cái chữ, ví dụ chúng ta là ốm đau thì chúng ta tìm hiểu ốm đau gồm với những loại dược thảo gì, đi dã ngoại tay chân bầm nên sử dụng loại nào đó, thì cần thiết thì các bạn rõ là mua quần áo thời trang chuyến ngày mai đi là mang bao nhiêu bộ đồ, cần mua ba lô gì, gõ vào trong thời trang thời jean trang nam
là có nhiều cái ba lô hoặc là cái quần sóc hoặc là cái dép để cho chúng ta có một bộ đồ giã ngoại, có một bộ đồ giã ngoại mà chúng ta không phải đi đến một cửa hàng nào đó mà không mua cũng không sao. Đến một cửa hàng nào đó chúng ta mua mà không mua thì chủ cửa hàng cũng rất là khó chịu, đúng không? Thì chúng ta có thể lên TikTok vào thời Jin Trang Nam, tìm những cái quần sóc, những cái áo không không cổ, áo cổ tròn, áo tay ngắn tay dài, ba lô giày dép đấy, rồi để chúng ta lên chuyến giã ngoại. Đi hôm nay là phải đi 2 tuần hoặc là 1 tuần, đi Phan Thiết, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt, Lâm Đồng, đi qua nước ngoài này nọ kia, thì để chọn cho mình những cái thời trang nó phù hợp. Chỉ ngồi ở nhà mà tìm hiểu rất là nhiều cửa hàng và hàng triệu cái sản phẩm để cho chúng ta chọn và mua. Đó. Và người già chúng ta có thể là không chở đi được, mà người già chúng ta có thể mua mà người khác mang tới tận nhà. Ví dụ như ông bà mùa hè nóng nực, đêm cần có những bộ đồ mát mẻ như là pyjama, áo ba lỗ, quần đùi để mặc chiều tối cho nó mát, để đi vòng vòng ở cái sân ngoài vườn nhà mình. Thì mà mình không cần phải đi mua một cái cũng được, thậm chí mình đi 3-4 cây số đến một cửa hàng để mua mỗi quần sóc, mua mỗi cái áo ba lỗ thì cũng ngay. Tôi thì cầm chiếc điện thoại lại lên thôi, tôi mua một cái rồi ngày mai có shipper của cái doanh nghiệp đó, người ta sẽ giao tận nhà mình đó. Và có nhiều bạn vẫn thắc mắc là mua đồ sản phẩm này nó có đổi được không, mua được trả tiền rồi không đổi được thì sao, nếu như nó bị lỗi không sao, chúng ta được quyền một tuần sau chúng ta sẽ trả lại cái sản phẩm đó và nhận cái sản phẩm mới, trả lại cái sản phẩm cũ mà bị lỗi mà họ đã giao đi trước của chúng ta một tuần đó, thì nó rất là phù hợp. Nếu như có gì thắc mắc chúng ta hãy gọi và comment ở phía dưới, số điện thoại người thì đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ phục vụ cho chúng ta chu đáo hơn. Với một nền tảng công nghệ số online là liên tục để chia sẻ những cái sản phẩm, giống như mình đang online và chia sẻ cái sản phẩm này và chia sẻ người tiêu dùng cách mua hàng online, làm sao các bạn cảm thấy nó phù hợp thì các bạn cho mình một cái follow, nhấn vào thả tim. Thì chúng ta nên nhớ rằng một điều là với một đất nước đi lên, một công nghiệp số của hiện đại của thế giới, trước đây thì chưa có ứng dụng, chưa quen cho chúng ta cập nhật, đã không có kịp. Thì bây giờ thì mọi người đã sử dụng, thế hệ trẻ đã sử dụng và hướng dẫn cho những người tuổi lớn, và sau đó thì chúng ta sẽ từ cái người lớn nó chia sẻ cho người lớn, nó phù hợp hơn là các bạn trẻ chia sẻ cho người lớn, bởi vì người lớn luôn luôn có cái cách bảo thủ là làm sao tuổi trẻ hiểu biết bằng người lớn được. Nhưng ở xã hội bây giờ là đất nước đi lên, con người phát triển, một công nghệ số, một trong những kỹ sư nghiên cứu chế tạo ra cái dịch vụ đó tốt nhất, bây giờ ngồi một chỗ cũng mua được đồ ăn rồi, ship tận nơi, chỉ cần lên mạng mua đồ ăn thôi, mua thứ này thứ kia, chỉ cần ngày hôm sau có tiền. Ví dụ như hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, chiều mai đặt vô, nếu mà địa phương gần gần thì sáng mai đã có sản phẩm, chiều nay người ta có đóng gói, người ta đưa về cho mình rồi đó. Thì online là một trong những cái công nghệ được truyền tải thực tế, thực tiễn để cho chúng ta được cọ sát với sản phẩm, trực tiếp với nhà sản xuất, trực tiếp với nhà bán hàng, và được hỗ trợ cho nhiều cái sản phẩm được trợ giá tùy theo có những cung giờ mà chúng ta mua, một cái giá được giảm rất là nhiều so với giá thực của nó. Bởi vì sao, có người thắc mắc là tại sao họ bán rẻ như vậy? Họ bán rẻ là cũng có một lý do, để ai may mắn xem cái video này thì bạn sẽ biết cái doanh nghiệp tôi được một cái giá rẻ để các bạn ủng hộ cho cái doanh nghiệp chúng tôi mà thôi, chứ không phải ai mà bù lỗ sản xuất ra 10 mà bán 3 làm sao một bán hết sản phẩm như vậy thì đâu có ai làm, đúng không? Đúng không? Cho nên có một số sản phẩm để người ta trợ giá, hello chào nụ cười, để người ta trợ giá cái phần đó để cho mình được sở hữu và mình được may mắn chứ, chứ làm sao mà có giải đặc biệt được, làm sao có giải khuyến khích được, chứ lúc ai cũng có giải đặc biệt thì ai chơi ai, đúng không? Một cuộc chơi nào cũng phải có giải 1, giải 2, giải 3, giải nhất, giải nhì, giải đặc biệt, đúng không? Chứ ai mà lúc nào cũng 40 người chơi mà cái ông 40 cũng giải đặc biệt vậy chơi làm gì, đúng không các anh chị? Chỉ giải rồi, cái giải đó đâu còn giải gì nữa đâu. Thì cái giá trị tạo ra cái môi trường để live stream và online như thế này, để tạo ra cái sức lôi cuốn, và ai là người may mắn được sở hữu
trong cái sản phẩm này. Ví dụ như mình giả sử mình nói cái sản phẩm này mình có số lượng như cái ngày thiếu này để bóp vai, xoa bóp, massage cơ thể cho nam và nữ, những người lớn tuổi, rất là phù hợp khi làm việc ngoài trời và do thời tiết thay đổi nắng, khí hậu đột ngột, thay đổi nắng đột xuất, mưa đột biến làm cho ta rất là khó chịu. Bạn đã bị tàn dạ, ok. Thì tại sao chúng ta không nên sử dụng, và nếu như chẳng may mua trễ thì mình không được sản phẩm này, vì sản phẩm sản xuất nó cũng có số lượng của nó, đến khi mình mua thì nó lại hết đó. Cho nên là thuận lợi cả online là chúng ta có thể may mắn là và cái sản phẩm này tôi đi đến cửa hàng kia tôi mua mà đã hết rồi, vậy hôm nay gặp ở đây thì mua luôn ở dưới cái giỏ hàng của thời Jin Trang Nam đấy, mua đặt hàng ngay, đừng vì suy nghĩ tiếp tiền mà chúng ta mất đi một cái sản phẩm trong gia đình để luôn luôn bảo vệ cho chúng ta khi vấp ngã, nhất là con cái chúng ta khi đi nhảy chạy nhảy, nhất là cũng như là đi lớp các bé hay lô đùa thì va chạm vấp ngã, người hay bị bầm tay chân ấy, hay bị bầm thì sử dụng cái này để bôi cho các em và các ông bạn của chúng ta tập marathon buổi sáng, đạp xe đạp đó. Thì số lượng nó có hạn, nhiều khi chưa chắc gì đã muốn mua nó mà có, nhiều khi mua một chai còn khó, đừng mua hai chai, để mua làm quà tặng cũng được, mua tặng cho người thân ông già ông bà ngoại chúng ta, để ở nhà bóp bóp chân yếu tay mềm rồi già rồi mắt kém rồi ăn uống thì ăn ít thì sức khỏe thì càng xuống dần, cơ địa thì dần dần nó không còn như thanh niên được, và bắt đầu là chúng ta sẽ thay đổi cơ chế ăn uống, không còn nhiên liệu trong con người và gầy dần đi, và sau đó thì sức khỏe chúng ta hay ốm đau bệnh tật hay dễ hoa mắt, đi vấp ngã là chuyện bình thường. Nếu như online không nói, nếu như TikTok shop thời Jin Trang Nam không nói thì chúng ta lại quên, nhưng đến khi nghe rồi lại sực nhớ ông bà chúng ta đang cần loại này. Nếu như không ai nhắc thì lại quên, mặc dù là chúng ta đọc sách rất nhiều, mặc là dù là chúng ta coi thời sự cũng rất nhiều, mặc dù điện thoại chúng ta công nghệ coi báo rất nhiều, nhưng một lúc nào đó chúng ta lại quên. Khi nó hết rồi chúng ta lại phải mua, nhưng mua rồi sử dụng lại quên. Đó. Có khi là ông bà bác vừa rồi là vô chơi chẳng may bị ngã, thôi tặng cho ông bà mang về luôn sử dụng, trong nhà mình lại quên, và cuối cùng là mà phải mua, lúc mua thì không còn sản phẩm này nữa. Vậy thì tại sao không mua ngay từ bây giờ? Hãy mua đi, rồi nó vẫn theo chúng ta đến suốt cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta ốm đau bệnh tật, ai mà nghĩ được rằng chúng ta khỏe mãi mãi được đâu, đúng không? Đến lúc này gió máy dở trời, thời tiết thay đổi, rồi khò khè, cảm giác rồi khó thở, viêm xoang, mũi chảy khò khè, rồi đau đầu, rồi nói chung là đau vai, đau gáy, mỏi mệt, không muốn đi làm, tay chân nó buốt buốt. Thế thì tại sao không dùng từ lúc bây giờ? Hãy mua để vào cái kệ tủ thuốc gia đình nhà mình, đặt ngay vào cái kệ tủ thuốc gia đình nhà mình một lọ ngải cứu. Tại sao không mua ngay, đúng không? Bài chia sẻ này nó rất đơn giản nhưng có thể mang lại những giá trị cho tất cả mọi người rất là tốt. Nhiều khi các bạn, các anh chị mãi đi làm, mãi công việc, không ai chia sẻ cho các bạn. Nhưng chẳng may hôm nay các bạn đã xem cái video này của shop Jin Trang Nam này, đã chia sẻ không riêng về thời trang, để bảo vệ sức khỏe. Có sức khỏe thì mới đi chơi, mà đi chơi thì với mặc đồ thời trang, chứ ở nhà mặc đồ thời trang ai chia xem. Mặc đồ thời trang là phải đến đám tiệc, mặc đồ thời trang là đến sinh nhật, hội nghị, mặc đồ thời trang để đi du lịch, đúng không? Chứ ở nhà mua đồ mà không mặc thì nó phí. Thì cái sản phẩm này luôn luôn chúng ta phải để ý. Có sức khỏe, tay chân không đau thì mới mặc quần áo được, đúng không? Thì mới làm được. Nếu tay chân đau thì làm sao mặc cái áo này, áo này đẹp quá mà nó đau cái vai, thôi mặc ở nhà cứ khiêng cứ vậy đi vậy. Trời ơi, cái áo đẹp người ta vai, người ta cắt đẹp như vậy mà ông đi như vậy, trời ơi, làm cái áo tôi cũng xấu luôn mà. Có đúng không? Đó. Thì cái sức khỏe là hàng đầu. Nhưng có những người mặc cái áo đẹp và hôm nay đau mà lại quên, tại sao không mua cái này để bóp đi, bóp trước đi. Ngày mai là một cuộc họp lớn, một cuộc họp sẽ ra mắt khách hàng, những cái sản phẩm, một cuộc họp ký nhiều hợp đồng và cung cấp các sản phẩm trên cái thị trường cho các đại lý khác. Chúng ta đã hẹn mai tự nhiên đau vai vậy, tự nhiên đi mua thuốc uống liền nó đâu có hết, tại sao không dự phòng trước lúc để ngày mai chúng ta làm việc. Rồi chẳng may đang đi về
có cái cây nào đó chẳng may là va vào, hoặc em bé nào đang, hoặc là người nào đó đi chẳng may va quẹt vào mình, tự nhiên bầm cái má, nhất là các em chị em phụ nữ làm kế toán, xinh tươi đẹp đẽ, chân dài tới nách, tự nhiên cái mai bầm, mai gặp khách hàng xấu hổ, mai lại đeo khẩu trang bít như vậy, ủa có phải nó không ta, đúng không? Ồ, cái mặt này bầm quá, đang giao dịch của sáng qua em bị sao vậy, tự nhiên nó vào mất cái công việc, nó vào mất cái tập trung khi chuyển tải cái công việc để ký hợp đồng, tự nhiên vào ký hợp đồng rồi tự nhiên nói bâng qua, thay vì ký được 3-4 cái hợp đồng cái ủa sao em hôm qua em bị sao vậy em, tỏ ra thái độ lo lắng cho nhau là rất là tình cảm, rất là ok, sao là quan tâm về nhau, rồi đối tác cũng là tốt, tự nhiên à hôm qua em đi vào tới nhà thì chẳng may cây, tự nhiên ở à, sao thế này thế kia, tự nhiên câu chuyện nó câu rè ra, đến khi cái bà ký được hợp đồng nhiều thì lại quên ký, đúng không? Tại sao không chuẩn bị cho cơ thể của mình thật là mạnh khỏe, luôn luôn chú đáo, gương mặt của mình lúc đẹp đó, có phấn có son thì chuyện bình thường, nhưng cái bầm nó đâu có che khuyết đi được đâu, rồi tự nhiên cái quan tâm đó nó xảy ra cái cần gặp gỡ khách hàng, tự nhiên cái người mình phân tâm ra, thay vì ký được rồi là cứ khép khép vậy, cái mặt không dám nói ra đấy, sợ người ta thấy cái điểm xấu, thấy cái thẹo thẹo, thấy cái bầm bầm này nó xấu của mình, mà xấu là mình chứ đâu có sao đâu mà cần phải giấu giếm làm gì. Vậy thì tại sao không chốt luôn cái ngải thiếu này để sử dụng? Khi chúng ta đau vai, chẳng may tự nhiên đẹp gái như vậy, đang chuẩn bị là gặp sếp rồi, à, ngày mai triển khai là đi du lịch rồi, gặp đối tác khách hàng rồi, tự nhiên cái vai cứ vậy. Đàn ông thì không nói, phụ nữ kế toán gì mà cứ đi vậy. Trời ơi sao vậy em? Trời giờ em đau vai đau cổ quá, có ai thế em được không? Trời ơi mày phiên dịch bây giờ mày đi với tao chứ, bây giờ thay thế cho ai được, không lẽ đi kêu người dưng, đúng không? Tự nhiên người cứ phải cầm cái cặp cứ đi gì. Trời ơi gặp đối tác khách hàng mà người đẹp như vậy, mặt đang đẹp trông dễ coi như vậy, tự nhiên cứ nghiêng cái đầu vậy. Trời ơi, thôi chắc phải hoãn này hợp đồng ngày mốt ngày kia rồi, bể kẹo. Tại sao không chủ đáo tập trung từ lúc để cho sức khỏe mình nó tốt, để cho cái cuộc sống của mình ngày mai, để đi họp phải sắm sửa quần áo đi, trừ ra để nước đi, nước lúng tới chân thì mới chạy, rồi đây bắt đầu là hết quần áo rồi, trời ơi bộ quần áo đi tiếp khách nó không phải vài bộ chứ đâu phải một bộ đâu, đâu phải như mình ở nhà đâu, đúng không, đâu phải mình ở nhà đâu mà mình đâu có cần nhiều bộ quần áo hoặc là cần thiết lắm đâu, nhưng mà phải để bộ quần áo chẳng may đi có một bộ phơi nặng, ngày mai tiếp khách mưa rồng, mà mưa biết rồi đó, phơi quần áo mà không mưa biết sao, nó hôi, mà nó hôi thì không có nào trị được đâu, nó ẩm nó không có khô ráo, do trời mưa bão cái quần áo mình nó khô về rồi nó mốc, trời ơi nhìn đẹp thì đẻ vậy, trời ơi cái quần áo sao nó mốc vậy, ồ sao nó khô, nó không khô mà nó ẩm nó hôi, lại cũng mất tự tin, đúng không? Tại sao vậy? Thì ở trong cái phần mình chia sẻ ngày hôm nay là chia sẻ cuộc sống nó thật hoàn toàn là 100%, đó là bán hàng online. Và nhờ cái bán hàng online mà mình chia sẻ với cái cuộc sống mà chúng ta quên lãng đi chăm sóc sức khỏe, mà không có lo toan được cho những người thân quen chúng ta khi lớn tuổi, do chúng ta mãi lạc mãi đi. Tại sao bố ông vào điện thoại á, ông mua ủng hộ con cái chai ngải thiếu này nè, bố cứ vào đó, vào TikTok shop thời Jin Trang Nam mua cho con ba lọ, mua để cho ba người ngày mai đi du lịch, ba gia đình đó, ông bà già cũng mua được cho mình, thay vì mình bảo ông ơi đi ra ngoài cửa hàng mua cho con ba cái lọ ngải thiếu này cái, đi cả 2 cây số, gặp trời mưa, gặp buổi trưa như vậy nó đóng cửa rồi lại đi về, chẳng may nó lại trưa nó lại không mở, nó đi đám cưới đám xin hay thôi nôi đầy tháng, lại ra thì không thấy, thêm mất một buổi chiều, và sau đó người ta mệt quá, người ta nghỉ ngơi luôn, người ta không mở cửa, đấy ngày hôm sau mình đi du lịch chả có cái này. Tại sao không chuẩn bị? Đây là cũng là hàng online, đúng không? Đó, online không nói ra thì có thể không on được, là không có, đúng không? Phải on, phải lên sau thì chia sẻ. Các bạn đang dùng điện thoại công nghệ, cũng đang xem báo, cũng là báo online. Nếu như không ai úp lên thì đã các bạn đâu có đọc được cái báo đó đâu. Đã có điện thoại xít sò mà lại không xem được gì, thôi thì sử dụng làm gì? Sử dụng tất cả những công năng hiện đại của thương mại điện tử, từ báo chí cho đến dịch vụ mua sắm. Đó. Từ thông tin đại chúng đều phải sử dụng 1 phút 30 giây đã cập nhật vô tới rồi đó.
Và nhiều cái sản phẩm mà chúng ta không biết còn phải lên mạng để search lên sản phẩm này nó ở đâu ra, có tốt hay không, uống như thế nào. Ô đây mình đang online đây, mà cuối cùng thì ra ngoài thì đi mua cái ca. Rồi ông bà già, bố ra kia cũng mua cho con 3 lọ chai ngải cứu nha. Trời ơi bố đang bận lắm con ơi, bố hôm nay có khách. Lâu rồi 40 năm rồi bây giờ mới gặp ông bạn của Trung Trinh Tuyết ngày xưa làm việc à, công tác. Bây giờ gặp lại rồi bây giờ mới chuyện đi kêu bố đi mua, tí nữa con về con lấy. Mua đi không thôi đã đóng cửa. Thế là tội ông bà già, ông bố mình đang ngồi tiếp khách uống trà. Đấy. Đang ngồi tiếp khách uống trà, chạy ton ton ra nắng mưa, gặp trời nắng cái rồi mai về ốm. Ốm đau. Mà chẳng nói là trên đường đang đi gặp trời nắng trời mưa gió giờ trời gặp cái đường khó đi nó trơn trượt nước rồi lại ngã lăn quay ra đấy. Mà ngã lăn quay thì cần cái gì, lại tiếp tục cần cái này. Ai bóp cho con ơi, về bóp cho bố cái thôi, bây giờ bố thì bóp đi, cầm nước này lên linh ngải cứu mà sức sức vào tay mấy giọt rồi bóp luôn rồi đỡ đau. Bố về về xong rồi bố có đau không, bố có vít tím nó có tím bầm không, hết rồi con. Ừ thế sướng không. Không nói thì không ai biết, mà tưởng rằng mình đã biết rồi, mà biết rồi thì sẽ quên. Đúng. Mà quên rồi phải có người nói, mà người nói là TikTok số thời Dinh Trang Nam sẽ nói cho các bạn nghe. Một lúc nào đó chúng ta sẽ sơ suất, không để ý tới, liên quan tới cả cái cuộc sống của mình, cho mình mãi làm kiếm tiền kinh tế, mãi chế tạo nghiên cứu. Đó. Mà mình quên chăm sóc cho mình, thì hôm nay là mình sẽ nhắc các bạn đấy. Đấy, thì nhắc thì các bạn làm liền đi. Đúng không? TikTok shop thời Dinh Trang Nam có bán nhiều đồ sử dụng cho từ môi trường, thời trang, du lịch, dã ngoại, công sở và thêm loại ngải cứu để bảo vệ sức khỏe, để mặc quần áo cho nó đẹp. Không thì chân đau quá cứ đi cả nhất à, vai thì đau quá cái áo đó đẹp. Cái áo hai dây của phụ nữ rất là đẹp. Cái áo thun cổ tròn của nam rất là hot boy. Tự nhiên ra ngoài vai cứ đi vậy đau quá. Trời ơi, cái áo đang đẹp cuối cùng mình đi nó cũng xấu luôn. Cái tạo dáng của mình nó không có. Rồi, xấu quá đúng không? Đúng không các anh chị? Nếu như các anh chị đã thấy cái hôm nay là cái online của mình để chia sẻ mọi địa hình và công chúng, mọi lứa tuổi, nếu xem được cái video này thì hãy comment cho mình biết và hãy nói cho mình biết. À, còn nếu như anh chị nào mà bán hàng online, bài video này và chia sẻ như vậy, các bạn cảm thấy thế nào thì hãy cho mình biết. Đó. Rồi những người nào đi trước về online, hoặc là những người nào đã mua hàng online, mua những cái sản phẩm nào, mua hàng cửa hàng của TikTok shop thời Dinh Trang Nam này nó ra sao, nó có đạt chất lượng hay không, thì hãy comment cho mình biết. Mà mình xin nói với tất cả các bạn, mình đang bán hàng online được kiểm soát nghiêm ngặt ở những cái sản phẩm quản lý của cơ quan. Đấy. Online là gì? Online là chia sẻ những cái sản phẩm thực tế, cái gì tốt nhất đến cho mọi người. Online cái gì cũng tốt hết, cái gì mọi việc cũng tốt, do người chúng ta có làm tốt hay không mà thôi. Đúng không anh chị? Online muốn like cười gì thì like, nhưng dù bạn có tốt, dù điện thoại có xịt sò, dù môi trường có rất là ok, nhưng chúng ta bán những cái sản phẩm không đạt chất lượng thì on làm gì, đúng không? Mất cái giá trị tinh thần, mất cái giá trị con người của mình, mất cái giá trị của đạo đức nghề nghiệp. Vì mục đích cá nhân, vì lợi nhuận mà chúng ta làm sai thì chúng ta đánh mất đi cái hình ảnh này. Cái mặt của mình là cái cửa hàng, đúng không các bạn? Cái mặt của mình là cái cửa hàng. Cái cửa hàng của mình trên TikTok shop hay trong nền tảng nào đó, cái cửa hàng của mình là biết chào khách, cái cửa hàng của mình là đôi mắt của mình, cái cửa hàng của mình là ngôn ngữ của mình để truyền tải đến cho những người chưa biết tới cái cửa hàng của mình. Nếu như cái cửa hàng của mình đặt ở nơi trung tâm đô thị kinh doanh phổ thông thì ở người ta đi ngang người ta sẽ thấy. Thì hôm nay các bạn đang xem cái online này của mình là trong TikTok shop thời Dinh Trang Nam, thì các bạn có đi ngang các bạn thử ghé xem coi mình nói có đúng hay không. Và có khi các bạn ghé vô thì các bạn mới thấy là nó hay, các bạn không mua nhưng các bạn có thể biết được những cái điều mà mình đã quên, đúng không? Trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi, mà chúng ta mãi không để ý chúng ta trở thành lạc hậu mà thôi. Đó. Cũng như là những người lớn bảo thủ bây giờ bảo bán mua hàng ở trên TikTok, mua hàng online trên mạng làm gì có, toàn đồ giả thôi. Bởi vì trên mạng mà mạng là đều, thế bây giờ mạng như thế nào là đều,
tất cả chúng ta tay mắt, cái chiếc điện thoại chúng ta cầm trên tay cũng là đồ đệ. Nếu như nó ghi sản phẩm, nó nhái thì cũng vẫn là đệ mà thôi. Đấy. Dù chúng ta tay sờ mắt thấy nó đều là nó đều, do chúng ta nhận thức không biết cái sản phẩm đó xuất xứ từ đâu. Quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu được xuất xứ và sản xuất. Thì xuất xứ sản xuất đâu, chúng ta lại cầm điện thoại và điều tra ngay cái sản phẩm đó sản xuất tại nơi nào, địa phương nào, và mã số thuế, và đã kinh doanh online hoặc là sản xuất công ty này thành lập bao lâu và đang hoạt động như thế nào. Đấy, mà rõ ràng là chúng ta cầm điện thoại mà rõ ràng và rất là hiểu biết, và cuối cùng là đa nghi. Và cuối cùng là mình đa nghi thì trở thành, đa nghi thì trở thành ngu dốt, đúng không? Đa nghi do mình không biết, cuối cùng mình bảo người ta là lừa đảo, và cuối cùng mình là trở thành dốt, đúng không? Đúng không? Thì đa nghi mà nghĩ ở đâu đâu cũng xấu hết, ở đâu không ai có tốt bằng mình. Mà mình có tốt thì người ta biết tốt, đúng không? Mà cứ nghĩ là mình không có tốt thì cuối cùng nghĩ người ta không tốt là mình không tốt. Kinh xã hội bây giờ là tính cộng đồng rất là cao, mọi người đều kinh doanh online là người ta muốn đi kiếm tiền để chơ cái mặt mình ra, để họ chia sẻ những cái sản phẩm của mình, để gửi gắm những cái tình cảm, để gửi gắm những cái sản phẩm của những nhà sản xuất, để gửi gắm tất cả những cái tâm huyết của mình là một cái công việc của mình làm để kiếm tiền và nuôi gia đình của mình, chứ không phải là gửi gắm để lên đây mà nói sàm xa số đâu. Nó không phải là như thế. Ở đây hôm nay nếu như các bạn đã xem cái buổi live stream này đang online mà các bạn đánh giá, các bạn nghĩ như thế nào thì bạn hãy comment ở trong cái phần follow, bình luận cho mình biết, và mình sẽ trả lời cho các bạn biết. Còn bạn nào mà cảm thấy còn đa nghi, còn bạn nào mà chưa biết tới về kinh doanh online thì hãy follow và theo dõi mình. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán hàng online và live stream như thế nào cho nó chuẩn, và nói năng như thế nào trên cộng đồng TikTok Shop phải đạt tiêu chuẩn của đề ra theo quy định. Cuộc chơi nào cũng phải có quy định của nó. Đất có thổ công, sông có hà bá, đúng không? Nhà phải có nóc. Sản phẩm nào cũng có một cái doanh nghiệp sản xuất. Một con người nào cũng có cái môi trường sinh thái môi trường đó. Vùng quê nào cũng có người tốt và người xấu. Đó. Thì cửa hàng online có những người làm bán không đạt chất lượng, cũng có thể là cố gắng làm nhưng mà sản phẩm chẳng may bị lỗi là chuyện bình thường, đúng. Trên bàn tay của chúng ta có 10 ngón đâu có đều nhau đâu. Chúng ta thậm chí bao nhiêu cuộc đời chúng ta sống đúng lắm, nhưng chẳng may một cái ngôn ngữ nào đó tự nhiên nó xuất thần, nói một cái hôm đó chẳng may cái hệ thần kinh của mình nó tưng tưng, hoặc là do một số cái kích động của ngôn từ, hoặc là mình không kiểm soát được thì ngôn ngữ của mình sẽ xuất từ những cái miệng của mình ra nó không phù hợp với môi trường, thì chúng ta bị sai và đánh giá là sai, đúng không? Thì tất cả trên xã hội này ai cũng mong muốn cho nó điều tốt đẹp nhất, không ai muốn cho điều xấu nhất, nhất là những anh chị đang kinh doanh bán hàng online, đang dành cái tâm huyết và nâng cao cả cái câu từ, nâng cao cả cái kỹ năng nói chuyện, nâng cao cả những cái kỹ thuật like cho đạt tiêu chuẩn theo phương pháp của một nhà mạng đó. Nếu như nhà mạng quản lý tốt thì người bán hàng online của sản phẩm trên cái cộng đồng mạng đó nó tốt. Ví dụ như mình nói, hiện bây giờ các nhà mạng đang đề nghị là những con số điện thoại ma, số điện thoại không có nguồn gốc, không đăng ký nguồn gốc của người bản thân sở hữu, không kê khai giấy chứng minh nhân dân, kê khai giấy chứng nhận, giấy căn cước công dân. Bạn phải đăng ký số điện thoại bằng căn cước công dân. Nếu như không có thì bạn là người sai, và con số điện thoại của bạn có thể sử dụng. Nhưng khi bạn mua đồ, bạn phải có nơi cư trú, cư ngụ. Còn nếu như mà không có thì là bạn là người đều. Mà khi bạn bán hàng online thì bạn cũng là đều. Ai mà cung cấp hàng cho bạn mà bạn bán, đúng không các bạn, đúng không các anh chị? Cái thân phận của mình sinh ra, nó phải có cái nơi sinh ra, nó phải có cái nơi địa phương chúng ta sinh ra, nó phải có cái gia phả, nguồn cội, nguồn gốc của chúng ta. Còn chúng ta giấu giếm thì chúng ta không bao giờ làm được đâu. Đó. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Các bạn đã đi làm sai, các bạn bán đồ gian dối nhiều, các bạn chăm chơi cái mặt ra, thì các bạn đã không có nguồn thu nhập. Vì các bạn đã làm sai những điều sai thì không bao giờ dám mà lên đây mà online đâu, đúng không các anh chị?
online là sự thật. Online là sự thật. Được đưa những cái sản phẩm thực tế để diễn giải ra đến thực tế, đến hình ảnh, đến cử chỉ, đến đôi mắt, đến khách hàng muốn, mong muốn được điều sản phẩm đến tay khách hàng. Và ai cũng mong muốn sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng cảm thấy tốt thì ngày mai họ mới mua nữa. Mà họ mua rồi thì họ sẽ giới thiệu cho bạn mình mua. Họ, bạn của họ mua rồi họ giới thiệu cho ông bà mình mua. Và khi mua rồi đừng quên buổi online này của em TikTok Shop Thời Gian Trang Nam, chia sẻ trong cuộc sống những gì các bạn vô tình đánh mất đi thì hôm nay mình khơi lại để chúng ta nghĩ lại để bảo vệ sức khỏe. Đừng quên hãy mua ngay sản phẩm tại dưới bàn tay của mình để chọn hàng này nhé. Và buổi livestream hôm nay mình sẽ kết thúc chia sẻ về online, cuộc sống, thân quen với môi trường sống mỗi ngày của chúng ta. Hãy chia sẻ những người thân quen chúng ta không có cơ hội đến cửa hàng mua thì hãy mua ngay chiếc điện thoại nào đó để hướng dẫn cho ông bà chúng ta sử dụng mua sắm trên thiết bị di động của mình. Ok, và giờ đây thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã dành thời gian đã theo dõi buổi livestream trực tiếp của TikTok Shop Thời Gian Trang Nam. Và giờ đây cũng đã hết giờ live, hẹn những buổi livestream hôm sau. Xin chân thành cảm ơn, kính chúc cho toàn thể các bạn, các gia đình và chúng ta, anh chị buôn bán trên TikTok Shop một ngày mới mạnh khỏe, mọi thành công, thắng lợi. Xin chân thành cảm ơn.